khi cổ động viên còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, mảnh lưới của David De Gea đã rung lên sau cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm của Ilkay Gundogan, người được tính kiến tạo là Kevin De Bruyne. Hàng thủ MU bị tâm lý sau bàn thua từ quá sớm. Phút thứ tư, De Gea một lần nữa bó tay, may mắn đứng về phía quỷ đỏ khi cú đánh đầu của Rodri đưa bóng đi chạy cột trong gang tấc. Khả năng pressing của Man City khiến hàng xóm không thể lên bóng trong những phút tiếp theo. Quỷ đỏ thì có thể tìm kiếm cơ hội từ những đường truyền dài nhưng ở phía trên Rashford không thể thoát khỏi sự đeo bám của Ruben Dyer hay Kai Walker, những hậu vệ có khả năng một đấu một hàng đầu thế giới. Trong thế trận bế tắc, Man United bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Jack Grealish. Từ cự ly 11 m Bruno Fernandes bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho MU, khi đồng hồ chỉ sang phút 32. Hy vọng vừa được MU nhen nhóm nhưng sớm bị Man City dập tắt ở đầu hiệp 2. Phút 52, Gundogan một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm. De Gea đổ người hết cỡ nhưng cũng không thể cứu thua cho Quỷ Đỏ. Phút 71, mảnh lưới của De Gea lại rung lên sau pha đá bồi của Gundogan. Pep cùng học trò ôm đầu tiếc nuối khi thấy trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị của tiền vệ số 8. Sau nhiều pha cố gắng tiến về phía khung thành của Man City, cuối cùng đội quân của Eric Ten Hag đành chấp nhận để thua Man City với tỷ số 2-1, một lần nữa chiến thắng lại về tay thầy trò Pep Guardiola.